Chào các bạn đến với kênh Nguyễn Vlog Người Long An, sống người Long An. Đây bữa tối thịt chiên với canh rau ngót, thịt bằm ngon các bạn. Đây, mời các bạn ăn cơm cùng hai vợ chồng mình nhé các bạn. Thôi mình ăn thôi các bạn. Chiên cũng cần mình phải tẩy à. Bây giờ cho đây có ăn 2 muỗng thôi à. Có cần chút nha. Ăn ba thì 2 muỗng nha. Gì nữa anh? Không có ăn luôn nha, nó có hợp là nó nhiều. Không biết nó đứng ở đường mình. Chiên khô phải có canh mới ngon. Dễ nuốt. Thịt sớm thì mua kìa, còn không? Dạ. Mai làm hết rồi. Không có làm, còn miếng mai nó cháu lắm à. Miếng kho. Ừ.
chào bạn nhé, hẹn lại các bạn những video tiếp theo. Cảm ơn bạn đã theo dõi vlog. Xin đăng ký kênh ủng hộ nhé bạn. Các bạn. Chốt được điện thoại luôn rồi. Ờ, cho bạn nội lên cho con ha. À, con thích. Tôi nhập quê luôn. Nãy coi chán cái này cầm, nó quăng á. Nó đưa cho mình mà không cầm á. Nó đây, một hồi chắc anh đi đánh nhảy của anh. Cho nó bảo bụi lên, làm liền đi. Anh làm liền đi. Chứ cái này nó không mát nổi luôn á. Chủ yếu là rửa cái quạt á, cái quạt cái mặt trước á. Rồi thôi gỡ cái đó là thôi khỏi thằng ấy ha, khỏi gỡ mở cái mặt trước luôn. Rửa cánh quạt chứ thôi mặt trước thôi. Còn miếng tăm nó làm được hết rồi. Đâu quá vậy? Đâu quá sao vậy? Cái gì hả?